Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại các cửa ngõ thành phố với các địa phương lân cận. Miền Trung mưa lũ kỷ lục, nhiều nơi vẫn ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. Đến dự có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô đã thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố với 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 2 năm. Tổng sản phẩm giai đoạn 2016-2020 ước tăng 7,39%, thu nhập bình quân đầu người đạt 5.420 đô la Mỹ, gấp 1,8 lần bình quân chung cả nước. Hà Nội đã đóng góp trên 16% GDP cả nước. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thủ đô Hà Nội với vị trí là trung tâm đầu não chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế, luôn luôn phải giải quyết một khối lượng công việc lớn và khó, nhiều việc chưa có tiền lệ. Nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố vào cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Đảng bộ Hà Nội cũng còn không ít những hạn chế, như chưa tạo được các đột phá lớn. Các chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công còn ở vị trí thấp. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường có một số mặt còn hạn chế, lúng túng, bị động, chưa theo kịp thực tế. Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa đạt kết quả như mong muốn. Một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất đai chưa được tập trung xử lý kiên quyết, kịp thời, thậm chí trở thành điểm nóng về an ninh nông thôn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn thấp. Đặt câu hỏi thủ đô sẽ phát triển như thế nào trong những thập kỷ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn, không chỉ là một hay vài nhiệm kỳ, mà phải nhìn xa hơn với những cách làm, bước đi phù hợp cho mỗi giai đoạn cụ thể và phù hợp với tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước. Yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội cũng không thể với như các địa phương khác, mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn, vì Hà Nội là thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là nơi hội tụ của khí thiêng, khí phách cha ông, hồn thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, có truyền thống đấu tranh cách mạng rất kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của đồng bào chiến sĩ cả nước. Đã bao giờ Hà Nội được vai trò vị thế như thế này không? Đáng tự hào lắm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ Hà Nội cần đặc biệt chú trọng tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, xử lý nghiêm minh đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật những cán bộ vi phạm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống cách mạng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ phát huy tốt mọi thuận lợi, thời cơ, đồng lòng xây dựng thủ đô Hà Nội thân yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Sáng cùng ngày, Đảng bộ Công an Trung ương đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 đề ra. Tiêu biểu nhất là lực lượng công an đã gương mẫu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn lực lượng, không làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của công an. Việc Đảng bộ Công an Trung ương thẳng thắn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm, tiêu cực, không làm giảm mà còn góp phần làm tăng uy tín công an và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng. Từ kết quả này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đồng thời phải chủ động dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, an toàn, lợi ích quốc gia, dân tộc. Ngành công an của chúng ta không chỉ vừa phải đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc kiến tạo môi trường kinh doanh tốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và sự thăng tiến của xã hội. Trong 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 sẽ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 6, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội thứ 13 của Đảng và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cũng trong sáng ngày 12 tháng 10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thái Nguyên cũng đã chính thức khai mạc. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn sau đây. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn duy trì ở mức khá, quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh duyên hải miền Trung. Đến dự và chỉ đạo đại hội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Quảng Nam đạt được, đồng thời đề nghị đại hội tập trung thảo luận, phân tích, rút ra các bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ tới tỉnh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đến dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh khi hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt trên 11% một năm, cao hơn bình quân chung của cả nước, sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đứng thứ tư cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 2% một năm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 7 vấn đề trọng tâm mà tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, phát triển công nghiệp công nghệ cao. Nhiệm kỳ 2015-2020, một trong những chương trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh chính là phát triển thành phố theo hướng mở rộng bằng việc kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại các cửa ngõ thành phố với các địa phương lân cận như là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh. Hiệu quả từ những công trình này đã được thấy rõ và trở thành động lực để nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 giai đoạn 2020-2025 tiếp tục đưa nội dung này vào chương trình đột phá phát triển. Đây là xa lộ Hà Nội năm 2008 chỉ với 4 làn xe. Còn đây là trục giao thông phía đông của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Không chỉ hệ thống cầu đường bộ được hoàn thiện mở rộng, sắp tới sẽ còn có thêm metro kết nối thành phố với sân bay Long Thành và Bình Dương. Giao thông thực sự trở thành chìa khóa cho phát triển kinh tế, đặc biệt khi đây là trục chính của thành phố Thủ Đức trong tương lai. Nó là cái cửa ngõ mà nối toàn bộ với khu vực Đông Nam Bộ, cái vùng kinh tế trọng điểm. Nó hình thành những cái phát triển mang tính lan tỏa đột phá mạnh, nó có cái dư địa để mà phát triển và những cái điều kiện, những cú hích về kinh tế nó có. Thành phố Hồ Chí Minh thì có các cảng, đó là Trường Thọ, rồi kết nối vào cái cảng Cát Lái, và tới đây thì chúng ta cũng đang chuẩn bị đầu tư cái cảng ICD Long Bình ở khu vực quận 9. Thì việc mà đầu tư phát triển các cái hạ tầng, đặc biệt là các hạng mục của giao thông trên tuyến xa lộ Hà Nội thì cũng góp phần rất tốt để đẩy nhanh cái tốc độ kinh tế cũng như là giải quyết cái tình trạng lưu thông ở trên cái khu vực từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai và ngược lại.
Logistics đang chiếm gần 10%, trở thành ngành kinh tế chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là yếu tố tương tác giữa thành phố với các tỉnh lân cận để cùng nhau phát triển. Kết nối giao thông sẽ là điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh phát huy vị thế trung tâm của khu vực. Giao thông thuận lợi để du lịch mới phát triển được. Thành phố là một trung tâm y tế thì phải phối hợp để gì người dân ở các địa phương khác đến đây cũng thuận lợi. Phải kết nối được cái đó. Thành phố là một trung tâm đào tạo nên cái giao thông nó không phải chở hàng mà nó gắn nó tạo điều kiện cho con người đối với thành phố Hồ Chí Minh để tương tác với khu vực cùng nhau phát triển thì phải phát triển về giao thông. Năm 2020, hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm tại các cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành. Đây cũng là năm kết nối hạ tầng giao thông đã vượt khỏi khuôn khổ của một địa phương. Cho dù mục tiêu khép kín các tuyến đường vành đai chưa thực hiện được, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đặt quyết tâm cao để tiếp tục mục tiêu tăng kết nối giao thông cửa ngõ, phát huy tốt tiềm năng nội lực, phát huy liên kết để phát triển cho mục tiêu vì cả nước, cùng cả nước. Trong phần tiếp theo của bản tin, Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam đối phó với đại dịch COVID-19 và mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. Miền Trung mưa lũ kỷ lục, nhiều nơi vẫn ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Thưa quý vị, tại cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vào chiều ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam một lần nữa chúc mừng ông Suga Yoshihide vừa qua đã được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược, quan trọng và lâu dài, đồng thời mong muốn tiếp tục cùng Nhật Bản tích cực thúc đẩy hợp tác song phương cũng như đối với các vấn đề khu vực và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam đối phó với đại dịch COVID-19 thời gian qua và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua dịch bệnh. Đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng và mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Suga Yoshihide chia sẻ và gửi lời thăm hỏi tới nhân dân miền Trung Việt Nam đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra. Chiều ngày 12 tháng 10, phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều báo cáo trình Quốc hội, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của các dự luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ bàn về công tác nhân sự, trong đó có việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và miễn nhiệm thành viên chính phủ nhận nhiệm vụ khác. Bên cạnh đó, sau 25 năm Việt Nam tham gia và thực thi các hiệp định thương mại tự do FTA, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về chủ đề này. Trong nhiều kiến nghị gửi tới Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn giám sát kiến nghị hoàn thiện hệ thống luật pháp để khai thác hiệu quả các hiệp định FTA thế hệ mới trong bối cảnh xu thế bảo hộ gia tăng, xung đột thương mại đang diễn biến phức tạp, cũng như tránh phụ thuộc vào một thị trường truyền thống. Trong khi người dân miền Trung đang phải gồng mình chống mưa lũ, chiều ngày 12 tháng 10, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 7. 16 giờ hôm nay, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông đông bắc, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 đến 48 giờ, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cường độ bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, bão số 7 sẽ gây mưa lớn cho Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Còn từ nay đến sáng ngày mai, Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 200 đến 300mm và có nơi trên 350mm. Các tỉnh thành Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi khoảng từ 50 đến 100mm và có nơi trên 150mm. Đến chiều mai thì mưa có khoảng tạm giảm. Mưa lớn khiến lũ đang dâng nhanh trở lại Quảng Trị, đặc biệt là trên sông Thạch Hãn. Từ sáng đến chiều nay, mực nước đã lên gần 1,5 m.
cảnh báo tối và đêm nay, lũ trên sông Thạch Hãn có thể thiết lập kỷ lục mới là 7m40, cao hơn 11cm so với lũ lịch sử năm 1999. Tình trạng ngập lụt ở Quảng Trị sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ngoài sông Thạch Hãn, trong đêm nay, sông Kiến Giang ở Quảng Bình, sông Bồ ở Thừa Thiên Huế, sông Thu Bồn ở Quảng Nam vẫn cảnh báo lũ khẩn cấp từ báo động 3 đến trên báo động 3. Ngày 12 tháng 10, các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, lũ trên các sông lên nhanh, nhiều nơi vẫn ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Tại Quảng Bình, mưa lớn xuất hiện trở lại khiến cho nhiều làng bản và các trường học chìm trong biển nước. Tính đến thời điểm này, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến gần 15.000 ngôi nhà tại tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu. Tình trạng sạt lở diễn ra khá nhiều trên các tuyến đường từ tỉnh lộ cho đến các đường liên thôn, liên xã. Tại Thừa Thiên Huế, 58.000 nhà dân bị ngập, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Tỉnh đã sơ tán gần 8.200 hộ với gần 25.000 nhân khẩu. Còn ở Quảng Nam, mưa lớn khiến cho ta luy trên quốc lộ 14B đoạn đi qua xã Đại Quang, huyện Đại Lộc đang bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy cơ đổ sập cột đường dây 500kV Bắc Nam. Tại thành phố Đà Nẵng, mưa to khiến nước lũ lên quá nhanh, người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản bị hư hỏng hoàn toàn, hàng chục hecta nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Tiến đang bị ngập nặng. Còn tại tỉnh Quảng Trị, theo thống kê đến tối ngày 12 tháng 10 đã có 6 người thiệt mạng, 7 người mất tích và 2 người bị thương do mưa lũ. Mưa vẫn tiếp tục từ tối ngày 11 cho đến sáng ngày 12 tháng 10. Dù lượng mưa không lớn nhưng do các hồ chứa và một số cống công trình thủy điện điều tiết xả lũ từ 14 giờ chiều ngày 11 tháng 10 nên lũ trên các sông đều lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 3, có nơi trên báo động 3. Một đợt lũ lớn xảy ra, tỉnh Quảng Trị đang ứng phó trước thực trạng lũ chồng lũ, đặc biệt là ở vùng núi. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông, từ 20 giờ ngày 11 đến 8 giờ sáng ngày 12 tháng 10, lượng mưa trên địa bàn phổ biến từ 177 đến trên 300mm. Cùng với đó, các công trình thủy lợi thủy điện xả lũ nên đã gây ra ngập lụt trở lại trên huyện miền núi Đắk Rông. Đã có một người dân bị cuốn trôi khi đi qua cầu tràn Tà Rụt vào chiều 11 tháng 10. Hiện nay tại địa bàn huyện Đắk Rông mưa rất to, nước dâng lên rất cao. Tại cầu tràn Ba Long thì đã dâng lên 7-8m, nhà dân thì đã bị ngập từ 3-4m. Các lực lượng chức năng đang triển khai tất cả mọi phương án để làm sao mà cứu trợ người dân. 3-4 ngày đi lụt nhà vô cửa vô ra mà đến tụt cửa chỗ ăn cũng có, chỗ ngủ cũng có. Cùng với huyện Đắk Rông, hơn 41.000 hộ dân ở vùng đồng bằng cũng đã bị ngập lụ do nước dâng cao trở lại. Mưa lũ đã làm gần 300 điểm sạt lở với trên 35.000 mét khối đất đá, gây tắc giao thông nhiều tuyến đường trọng điểm. Ngay trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã huy động tổng lực, vừa khẩn trương di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai các phương án cứu trợ cho người dân vùng ngập sâu. Lực lượng công an đã thành lập 2 cái trung tâm điều phối các hoạt động, bố trí trên 100 lượt cán bộ chiến sĩ. Những cái nơi mà không sử dụng các phương tiện được thì chúng tôi là cử cán bộ cùi cổng hàng hóa, lương thực thực phẩm, thuốc men đến với bà con. Huyện đã có cái phương án cụ thể phân công cho tất cả các đồng chí lãnh đạo phụ trách từng địa bàn. Thì huyện đã chủ động cho triển khai mua tất cả các mì tôm, rồi là xăng để nổ máy phát điện, rồi là giấy vệ sinh, rồi là các cái nhu yếu phẩm cần thiết để đưa đến băng đò phục vụ tận nơi cho người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, đặc biệt là những địa phương vùng núi tăng cường cảnh giác trước nguy cơ sạt lở núi, đồng thời yêu cầu các địa phương vùng thấp trũng sẵn sàng phương án ứng phó với lũ kéo dài. Hà Tĩnh là một trong những địa phương ở miền Trung hàng năm chịu thiệt hại bởi thiên tai bão lũ. Sống chung với lũ là điều quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều kinh nghiệm sáng tạo trong phòng chống lũ được người dân và chính quyền địa phương triển khai, qua đó nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Nghe tin thủy điện Hố Hô chuẩn bị xả lũ, vợ chồng ông Linh đã nhanh chóng chuyển mọi vật dụng, đồ đạc sinh hoạt lên nhà vượt lũ. Với số lương thực, thực phẩm, nước uống này, vợ chồng ông có thể sử dụng trong vòng một tuần mà không lo đói rét. May nhờ có cái nhà vượt lũ này, cho nên là tài sản và cũng như tính mạng con người đều tập trung lên đây là nó rất an toàn và tuyệt đối. Nhất là lúc là nước dâng lên. Còn đối với bà Lệ, nhờ chủ động phòng chống lũ nên hiện mọi gia súc, gia cầm,
tài sản lớn nhất trong gia đình đã được đảm bảo an toàn. Nhiều nông dân cũng chủ động việc thu hoạch bưởi trước mùa mưa lũ về. Nhờ áp dụng các phương pháp bảo quản nên bưởi giữ được lâu. Vùng này là vùng lũ lụt, nên gia đình, các gia đình chúng tôi là lương thực, thực phẩm đưa lên chỗ cao. Con trâu bò thì giờ đang để lùa đi chỗ khác. Mình phải chủ động và đặt ra các cái tình huống có thể xảy ra để có cái biện pháp ứng phó kịp thời. Nhờ việc vận hành liên hồ chứa, điều tiết xả lũ hợp lý, nên 6 xã vùng thấp trũng của huyện Vũ Quang, Đức Thọ đã không bị ngập lụt. Đặc biệt, tại hồ chứa nước Ngàn Trươi, Cẩm Trang, dù lưu lượng nước đổ về lòng hồ đạt từ 1.500 đến 2.000 mét khối trên một giây, nhưng nhờ ban quản lý hồ chủ động điều tiết và tích nước hợp lý đã góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du. Đến thời điểm này thì một số cái hồ đập đã đầy nước và đã xả tràn. Đối với các cái chủ công trình, các địa phương có quản lý các hồ đập, ban chỉ huy đã chỉ đạo các địa phương triển khai việc trực 24/24 để kịp thời phát hiện và vận hành điều tiết các hồ để đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình, đảm bảo an toàn cho hạ du. Sau những đau thương mất mát do bão lũ gây ra trước đây, hiện nay người dân vùng rốn lũ Hương Khê đã có thể vững vàng trước thiên tai. Chính sự chủ động, sống chung với lũ, thích ứng với thiên tai đã giúp người dân có thể giảm bớt thiệt hại. Ngày 12 tháng 10 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã tổ chức lễ hợp long cầu Phước Lộc. Đây là sự kiện được nhiều người dân huyện Nhà Bè mong chờ từ 7 năm nay để nơi đây sớm được khơi thông, kết nối với các khu vực lân cận. Cầu có tổng chiều dài hơn 380 mét và 13 nhịp bê tông cốt thép với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, nối hai bờ xã Phước Lộc và Phước Kiển. Huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, huyện Nhà Bè đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan vận động, thuyết phục từng trường hợp một. Đến tháng 6 năm 2020, đơn vị thi công đã nhận 100% mặt bằng của 90 hộ dân bị giải tỏa. Hiện dự án đã hoàn thành 90% khối lượng, dự kiến sẽ đưa vào tuyến chính và hoạt động vào cuối năm nay và hoàn thành toàn bộ dự án trước Tết Nguyên đán 2021. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại qua ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.